rồi bóng anh dần tan, nước mắt em rơi mong người. MV Nguyện Mãi Yêu Anh kể về mối tình đậm sâu của đôi tình nhân với những khung hình lãng mạn. Đây là sản phẩm đầu tiên Saka Trương Tuyền kết hợp với Lưu Chí Vĩ và được đầu tư tâm huyết. Nguyện Mãi Yêu Anh, dù lời bài hát nói về sự chia xa, nhưng người nghe vẫn cảm thấy ấm lòng bởi tình yêu sâu sắc mà chàng trai và cô gái luôn dành cho nhau. Nếu người là em nguyện yêu, là yêu mãi anh trọn đời, chỉ mong anh quay về, chỉ cần thế thôi. Người ơi xin em bình tâm, để lắng nghe lời anh nói, trọn kiếp anh yêu mình em. Trái tim người lo, mai thôi ta sẽ về bên nhau. Nếu người là em nguyện yêu, là yêu mãi anh trọn đời, chỉ mong anh quay về, chỉ cần thế thôi. Người ơi xin em bình tâm, để lắng nghe lời anh nói, trọn kiếp anh yêu mình em. Phương xa anh nhớ thương em mà, làm nước mắt em rơi, làm trái tim người lo, mai thôi ta sẽ về bên nhau. Trọn kiếp anh yêu mình em. Còn tim em vẫn nhớ anh rất nhiều, nơi phương xa anh nhớ quay về mau, để nước mắt ngừng rơi, để trái tim được yêu. Em yêu anh, thương anh, chờ anh. Yêu người là em nguyện yêu, là yêu mãi anh trọn đời, chỉ mong anh quay. Người ơi xin em bình tâm, để lắng nghe lời anh nói, trọn kiếp anh yêu mình em. Trọn kiếp anh yêu mình em. Xin cảm ơn rất nhiều. Thật là một sự kết hợp quá là hoàn hảo luôn, trai tài gái sắc. Hôm nay thì Trinh thấy là hình như là lần đầu tiên Saka Trương Tuyền với lại anh Lưu Chí Vĩ đứng chung sân khấu đúng không? Đúng rồi Trinh. Và không biết là khán giả ở đây cảm thấy sự kết hợp này như thế nào ạ? Có dễ thương không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn những tràng pháo tay rất quý báu ạ. Dạ. Quân biết là Saka Trương Tuyền và Lưu Chí Vĩ thì đi diễn show chung với nhau rất là nhiều, và có lẽ là hai bạn cũng là những người rất là thân thiết và ăn ý với nhau ở ngoài đời đúng không ạ? Nhưng mà cơ duyên nào để cho hai người quyết định là kết hợp với nhau trong nghệ thuật,
và đặc biệt là quay hình chung với nhau những MV như thế ạ? Tùy anh nhường em nói đó. Cái cơ duyên đó là thật sự là cũng đã ba năm trước rồi, là anh Vĩ có dự ý là mời Saka hát song ca của anh Vĩ, nhưng lúc đó là chưa có đủ duyên, mà tận giờ này 3 năm sau mới đủ duyên thì ca khúc này mới xuất hiện à? Dạ. 3 năm sau mới đủ duyên. Thế còn anh Lưu Chí Vĩ thì sao ạ? Thật sự là anh em đi hát với nhau cũng rất là nhiều, đặc biệt là về miền Tây nè. Đi hát rất là nhiều sân khấu, cũng được sự yêu thương của quý bà con và các bạn Vĩ và Saka, cũng như anh em ca sĩ đi hát phục vụ miền Tây rất là tri ân tình cảm này. Ước mong sẽ đem những sản phẩm âm nhạc hay nhất để gửi đến quý vị khán giả giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc. Đây cũng là một cơ duyên mà Lưu Chí Vĩ và Saka kết hợp trong một bài hát rất là dễ thương. Tuy rằng nó chia xa nhưng mà vẫn chờ đợi nhau và cuối cùng quay về bên nhau. Đây là một cái thông điệp Vĩ và Saka muốn gửi đến tất cả những ai yêu nhau. Dù cho xa cách như thế nào vẫn vững lòng tin thì một ngày chúng ta sẽ quay về bên nhau, tình yêu sẽ đẹp mãi. Xin chúc tất cả những ai đang yêu sẽ đẹp như là MV Saka và Lưu Chí Vĩ. Xin cảm ơn rất nhiều. Một thông điệp rất là ý nghĩa phải không ạ? Và trong đầu năm mới này thì sự hội ngộ lại sẽ làm cho tình yêu cảm thấy hạnh phúc hơn trong năm mới này. Vậy thì cho Trinh hỏi là Saka Trương Tuyền và anh Lưu Chí Vĩ sẽ có những cái dự án gì trong năm mới này nữa không? Sự kết hợp của hai người. Nhường cho anh nói luôn đó. Rồi, anh đã nhường cho Tuyền, bây giờ Tuyền em gái nhường cho anh trai ha. Thật sự là ngày mai đây nè, buổi chiều mai đầu giờ chiều 1 giờ, Lưu Chí Vĩ, Saka Trương Tuyền cùng với một số ca sĩ sẽ cho ra một cái liên khúc xuân. Với những ca khúc rất là thuần túy về mùa xuân, với những câu chúc rất là ý nghĩa vào mùa xuân này. Ước mong món quà nghệ thuật này sẽ đến tất cả mọi nhà mọi nơi, cũng là một món quà để giải trí trong ngày xuân, với những câu chúc rất là thâm tình của Saka, Lưu Chí Vĩ và những ca sĩ tham gia trong liên khúc này. Sẽ được phát hành có thể là khoảng tầm gần Tết Mậu Tuất. Đúng rồi, gần Tết, khoảng tầm một tuần nữa thì liên khúc này sẽ phát hành ở trên YouTube. Liên khúc xuân rất là dễ thương. Thế còn Saka thì sao ạ? Cái dự án sắp tới á, cô em Kính Vĩ thì anh Vĩ cũng nói rồi. Còn sắp tới đây thì em đang ấp ủ một cái phim ca nhạc, một bài hát do chính em sáng tác luôn. Em cũng bật mí đi cho tất cả quý khán giả được biết là ca khúc Anh Cần Không thì em quay một cái phim ca nhạc rất là đầu tư để gửi đến quý khán giả tri ân những tình cảm thân thương từ quý khán giả thân yêu đã suốt những năm qua dành tặng cho em ạ. Và chúc cho Saka Trương Tuyền cũng như là anh Lưu Chí Vĩ sẽ có những dự án riêng và chung của mình được nhiều khán giả yêu mến và càng ngày càng ủng hộ nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn chị. Còn bây giờ chắc có lẽ là sẽ là một kỷ niệm chương dành tặng MV mà cả hai đã song ca cùng với nhau được để đánh dấu đấy. Cho MV này đã được bình chọn trong MV Top Hit 2018. Đó là MV Nguyện Mà Yêu Anh. Xin được chúc mừng cả hai người ạ. Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay nữa. Xin tri ân một món quà nghệ thuật. Đây là một động lực làm cho Saka Trương Tuyền cũng như Lưu Chí Vĩ sẽ lao động nhiều hơn để đem đến những sản phẩm phục vụ cho đời, đặc biệt là cho quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa xin tri ân, xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ là cảm ơn đó sẽ trở thành một món quà.